Xin chào các bạn, mình là Giang đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về những tính năng thú vị ở trên con WeGo này. Đó là hot queue, sampler và cũng như cách để chuyển giữa deck 1, 2, 3, 4 và trên Virtual DJ bằng con WeGo này. Điều khiến cho con WeGo này trở nên đặc biệt đó chính là khả năng sử dụng được đến 4 deck. Cách để sử dụng deck thứ 3 và thứ 4 như sau. Các bạn sẽ thấy phím vuông nhỏ ở đây ghi chữ C và D. Thì khi kích hoạt sẽ sáng màu, tức là các bạn đang sử dụng deck thứ 3. Và tương tự ở bên đây, khi sáng màu ở deck D, tức là bạn đang sử dụng cho deck thứ 4. Và tắt thì các bạn đang sử dụng deck 1 và 2. Tiếp đến đó chính là bộ hot queue. Để set hot queue thì cũng khá đơn giản, đó chính là bấm chọn điểm queue, vô bài hát đến điểm các bạn cần set queue, sau đó bấm vào hot queue. Và để xóa điểm queue đó thì các bạn sẽ bấm giữ nút shift, sau đó bấm lại điểm queue đó. Các bạn có thể set cho mình tối đa được 4 điểm queue, gồm 1, 2, 3, 4, được ký hiệu rất là dễ nhìn và dễ nhớ. Và bên cạnh đó các bạn sẽ thấy phím sampler, và đó chính là chức năng thứ hai của 4 phím này, đó là sampler. Ở đây chúng ta sử dụng được 4 sampler mặc định trong Virtual DJ, hoặc các bạn có thể tải thêm, cài đặt và sử dụng các sampler ngoài, hoặc là tự ghi âm vào. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được về bộ hot queue và cũng như là cách để chuyển giữa deck 1, 2, 3 và 4. Ở tập này có rất nhiều nội dung thú vị và bổ ích phải không nào? Và ở tập sau, Giang sẽ bật mí thêm cho các bạn nhiều tính năng thú vị của con WeGo này. Các bạn nhớ đón xem và đừng bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.